dạ, dấu hàng còn đây. Đoạn tắc tắc mốt dài hơn máy mà. Vàng này vàng mua theo máy luôn đó hả? Xanh xanh nè. Ở dạng ACK luôn, dài vuông nè. Đấy, nay săn được hàng mini nhỏ con đây. Một giò luôn, chạy bên lồng. Đang đi xới gạ tấn nhất nha anh em. Đồng này đây là đồng Long Phú, Tân Châu, An Giang, giáp với Phú Long của Phú Tân An Giang. Hàng ơi, cái bô này hàng gì, nãy giờ anh nổ rồi, đứng tuốt ở trên bờ ở chỗ mình nghe đó, ba máy hả. Con này là Isuki máy đây 2020 2210. Chủ máy còn con 1600 nữa anh em, 1610 nữa. Con kia là hồi năm kia gì mình cứ quay chạy chạc được lần á. Bữa nay thì gặp được con này chạy rồi, tưởng nó còn 1600 chứ thì ra là 2002. Con 1600 ở nhà thì con nó cũng đấu đầu rồi. Dàn này dàn theo máy luôn nè, dàn nó mua chọn bộ theo máy nè. Con 1600 thì hôm cái năm đó mình quay thì mình nhớ ông chú nó là đấu lên 2002 luôn. Máy này chạy gì là anh em là nhìn thừa biết đó, sới toàn đất nhà. Ông chủ máy chủ đất này đất cũng lòng vòng ở đây rồi cũng mấy chục công vậy á. Thôi nếu mà nhìn luôn cái ô này như mấy ô đằng kia chắc cũng sắp xỉ là 7-80 công gì quá. Ô đất cắt là địa thế luôn, đất cặp bờ đê. À, cái bồ này là ba máy hai máy vậy ta. Cái này làm hai máy mới đúng chứ. Nhỏ nhỏ này là hai máy. 1.9 cũng hai máy. Con này để nhìn kỹ lại ở bên ống dầu. Và còn mấy ống TS đỡ lẻ màu xanh. Nhỏ nhất là 1600 hả anh em. Hồi trước mình quay được con 1.9, 1.9 tưởng là nhỏ nhất rồi. Mới có bạn nói với mình 1.6 nữa rồi sau này mới quay được 1.6. Ủa cái này cổ hai máy mà. Quá chắc chờ người giờ luôn. Vì đôi nước nha. Đất này được cái mấy cái vạc này ở đây nó không có lúng. Ồ anh nhẹ đầu, bứt đầu anh lên liền. Chạy nhìn thấy thương gì đâu. Mộng 6 nhìn con khô à. Mộng 6 được đó chú cũng chạy chạy trang trạc. Hai ống ba đây, hai ống chưa nhìn ra được hết anh em. Nhìn giống ba ống dưới ta, nhìn cổ vô bên kia thì giống hai. Chờ để đối diện trực tiếp đi rồi mình zoom nó chính xác hơn. Cái này nhìn qua màn hình có thể anh em nãy giờ nếu mà xem màn hình lớn là có thể thấy đó, nhưng mà mình nhìn qua màn hình nó qua thì nó hơi nhỏ. Ba máy 2002 đi ba máy là khả năng là lên 2008 bằng mốt. Bên tên cái này không đấu đầu gì hết chứ, cái bằng mốt không. Ủa tôi nhớ nó hai máy mà, còn chiếc 1600 nữa hả? Có 1600 đỡ đó, quay trang ở bên đây nè. Là ông khác nữa phải không, chủ khác nữa. Đâu bằng một hàng hai ha. Nó mang ghiền nó hai mà phải không? Dạ. Ở nhìn cổ vô bên kia thấy giống hai máy, nhìn bên đây ba ống là máy đấu rồi. Có thúc ra thêm không ta? Ông đấu lên máy ba á. Thôi hở tí xíu chứ đó hả? Hơn xíu rồi phải không? À dạ, dấu hàng còn đây. Đoạn tắc tắc mốt dài hơn máy mà. Vàng này vàng mua theo máy luôn đó hả? Xanh xanh nè. Ở dạng ACK luôn, dài vuông nè.
mà cũng tưởng đó ông chung với chiếc mộng sáu vậy là hay. Dạ. À, nãy nhìn ở đây tới đâu hai máy chạy đi cháu, con quay chơi một xíu tua tới 2.600 nữa nè. Vậy là hai chủ anh em chứ không phải một chủ. Đây, chế đánh đường nước nè, mũi tàu nè, mũi tàu bằng cây. Cúp này chắc cúp bạch đằng quá, gốc bạch đằng á. Quá siêu, đấu nữa. 2-2 đấu bằng 1. 22 ngựa đấu lên 31 ngựa. Cũng chịu sớ nha anh em, sớ sâu nha. Nè. Đừng có nhìn mặt nước. Mà không nhìn mặt nước không được tại này quá nước. Đạo theo chân mình là sớ sâu quá, chịu sớ lắm á. Đó, bước lên mấy dấu sớ là lúng 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 luôn. Vậy là 1.6 chủ riêng, 2.1 là chủ riêng. Hai ông này thì nếu mà nói ra đắt ông nào cũng gọi là phỉ phả bao la. Cái ô này cũng chào á, sớ đó cũng nhỏ ghí, gì sớ mát cũng nhỏ ghí nè. Thấy chưa, tuốt bên đó rồi tuốt bên hàng cây này luôn á. Chạy dài vòng, mình hiện tại đang đứng, có thể nó đứng chính giữa cái ô này nè. Chùa quá là ông hậm hự nữa rồi kìa, muốn mưa nữa rồi. Bên này bánh sao tắt cao là chắc cỡ 1m2, 1m1 rồi á. Đất không có lúng, ở đây xứ lúng nhưng mà mấy cái giạt đất này không có lúng. Gò nè, chạy không có miếng khói luôn mà mãi đấu mà không ai ngon lên. Chân á, trên đất sớ dưới đất dưới sớ bước xuống là hụt chân á. Nhìn thì thấy đâu có sâu rồi đó đúng không? Sớ nhà mà, cho nên người ta sớ cũng kỹ. Đánh đường nước luôn, vậy là chàng, dán chàng bên kia là của con này. Bờ bờ bên có cái dán chàng bên này. Dán chạc. Dán chạc thì dán chàng. Gì là nước, gì nước, nước cái giặt dữ đó. Mấy người này hỏi ra là hồi đó là thường là ta có máy lớn nhiều lắm á, 6.000, 7.000 với MTZ đồ á. Mấy con này hồi đó rồi để chạy trang chạc đồ đó anh em, cho nên là xài máy nhỏ nhỏ để đánh cái khâu vô nước đó. Sau này mới lúng rồi máy lớn chạy hết nổi rồi mới lấy con mấy con này ra sớ, sớ không nổi mình đấu đầu lên đầu luôn. Theo mình đoán là vậy. Mình dân nhiều đất đó, cho nên cái chuyện mà có máy nhà là vô tư đối với người ta.
dàn sớ có làm lại hộp sên nè. Tại con đó lờm gà con chế hay gì á. Một chín một không là hồi đó quay ở trên Vĩnh Hòa chứ anh. 1610 thì cũng quay Đồng Này, cho nên nãy gặp con này là tưởng đâu là hai con chung một nhà, do mình nhớ 1610 là cái số 1610 nó còn, nhưng mà chú nói đấu lên 2210. Bữa nay gặp được 2210 nhưng mà là máy đấu chứ không máy ghiên. Chắc lừ. Mà có vỏ đó, già này mét tư. Bù quá là kêu dữ, kêu dữ. Kêu dàn sớ à. Bến lòng mà lớn rồi, chuối đầu ha. Ồ, cái ồ đất này. Khủng khiếp chưa? Đây dán, dán này dán dán trang vậy nè, cho dán chạ có bát bát nè. Đây. Nãy nhìn tử đồ dán chạ. Hai miếng đất không chưa?